ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm món rau muống muối chua ngọt. Nguyên liệu của rau muống muối chua ngọt gồm có: đây là một bó rau muống và mình đã nhặt sạch sẽ rồi nè. Về mình cân được là 320g. Và đây là giấm, 150g đường. Và đây là 15g muối, tỏi, hành và ớt. Tỏi hành là 70g, còn ớt đó là 30g. Trước tiên là mình đi rửa rau muống. Có rau muống là mình rửa cho sạch lên, tại vì rau muống thì nó cũng dơ lắm. Đây là rau muống hồ đó, ở gần nhà mình nhé. Và bây giờ mình rửa nước thứ hai nha mọi người. Và đây là nước thứ ba thì mình cho vô đây là một muỗng canh muối nè. Và hai muỗng canh giấm. Và mình rửa lại nước thứ ba. Và đây là một chảo nước sôi mọi người, mình chuẩn bị để nước sôi. Bây giờ mình đổ vào đây là 2/3 chén giấm. Và mình chờ cái giấm nó sôi lên mình trụng. Và bây giờ nước mình bỏ giấm vào mình đun sôi rồi. Mình thả rau muống vô mình trụng. Mình chỉ trụng sơ qua thôi. Và mình vớt ngay ra cái tô nước đá. Đó, mình trụng sơ qua như vậy là mình vớt qua nước đá. Mình trộn như vậy cho nó giòn đấy mọi người. Trộn sơ qua thôi. Và mình vớt ra. Mình trụng qua cho nó có màu, có cái màu nó nóng mà có cái màu xanh như vậy là được. Và bây giờ mình vớt ra. Rồi bây giờ mình trộn lên này để cho nó lạnh. 10 phút rồi mình vớt ra cho nó ráo. Đó, mình trộn lên. Đó, mình cho càng nhiều đá càng tốt, vì nhiều đá thì nó sẽ giòn. Đó, mình mới chọn vô mà thấy cậu nó muốn nó cứng chắc lại rồi. Và bây giờ mình đi nấu nước giấm đường. Đây là 500ml nước, cũng là 500g nước. Và đây là đường mọi người, nửa chén đường là 150g. Mình bật bếp lên. Và mình dậy lửa lớn. Và đây là muối, một muỗng canh muối đầy là 15g, mình cân thử rồi là 15g. 15-16g thì cũng được. Và đây là giấm nè mọi người. Nửa chén giấm nè. Nửa chén giấm non non như vậy là 120g giấm. Và mình đun cho nó sôi. Và mình đun sôi 5 phút để cho giấm mình nó không có cái mùi, nó bay cái mùi giấm đi á. Bây giờ giấm mình sôi, mình hạ lửa nhỏ xuống. Giấm mình sôi được 5 phút rồi thì mình tắt bếp. Và bây giờ
thì mình cũng vớt rau muống ra mọi người. Đó, mình vớt lại cho nó ráo. Và trong lúc đợi rau nó ráo nước với lại hành tỏi, cái nước giấm nó nguội thì mình sắt hành và tỏi, mình sắt mỏng ra. Hành và tỏi là mình cân được 70g. Nếu ta không thích ăn hành thì ta có thể làm tỏi không vẫn được. Và bây giờ cái nước giấm của mình á, nó hơi ấm ấm rồi mọi người. Đó, mình đổ cho bàn tay này, hơi ấm ấm là được. Thì bây giờ mình cho hành tỏi vô nè. Để lúc nóng á, mình cho hành tỏi vô cho nó thơm. Và mình cũng cho ớt vào luôn. Đó, đây là 35g ớt. Và đây là rau muống á, mình để ráo mình bỏ trong hũ rồi này. Bây giờ mình đổ cái hỗn hợp này vô này. Cái nước giấm giấm đường của mình nó giờ nó vẫn hơi ấm ấm. Tại vì cái tô này đổ khó cho nên phải múc một cái muôi vô này. Cái tô cái miệng nó bự mình đổ vô là sao nó bị chàm. Nó bị đổ ra ngoài á. Và đây là hũ rau muống muối chua ngọt của mình như này đó, mà mình không cần ấn xuống đâu, mình đậy nắp lại, mình để khoảng 3 đến 4 ngày là mình ăn được. Và khi ăn được rồi thì mình bỏ trong ngăn mát ra mình ăn dần. Và đây là dĩa rau muống muối chua ngọt mình muối được 3 ngày rồi mọi người, rất là ngon luôn, rất là giòn và ngon. Và cái miếng hành tỏi này chua chua mà ngọt rất ngon. Và cái vị rau muống vậy vừa ăn nó không có mặn mà không có nhạt. Rất là vừa miệng luôn. Và rau muống á thì mình mua cái rau muống cộng dày nó sẽ ngon hơn là cộng mỏng. Cộng dày thì nó sẽ giòn hơn. Đây á, cái này là rau muống họ gần nhà mình họ bán này. Cộng cũng tương đối dày này mọi người. Và rau muống mình nhặt á, mình nhặt rau muống thì mình nên là mình lấy cái kéo mình cắt á, chứ mình đừng có lấy tay mình cấu. Mình lấy cây cấu là cái tay mình rất là đen, mà nó đen cái móng tay là rửa không có ra đâu, từ cái nhựa rau muống của nó đen lắm, rửa không ra. Cho nên là mình khi mình cắt rau muống á là mình lấy cái kéo mình bấm, ta có thể là bỏ cái đầu của lá đi, đầu của lá non đi, mà mình lấy cái cọng này rất là ngon luôn này. Và mình luộc xong á, mình trụng nước sôi xong là mình nhớ bỏ trong cái tô đá lạnh khoảng 10 phút. Và mình cho đá lạnh càng nhiều thì càng tốt, thì rau muống sẽ giòn. Và ăn rất ngon, cái món này ăn rất là ngon luôn. Nhà mình rất thích ăn cái món này. Nếu bạn nào không thích ăn hành thì ta có thể bỏ tỏi không cũng được. Và bạn nào không thích ăn tỏi ta có thể bỏ hành không vẫn được, cũng không có sao hết. Nhưng mà cả hành cả tỏi thì sẽ ngon. Ngon quá trời, ăn muốn ăn hoài luôn á. Mọi người cứ làm thử coi, cái món ăn này là ăn muốn ăn hoài á. Ăn muốn ăn cái với cái gì cũng được, dễ ăn lắm. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình luôn luôn để ở phần nhận xét và phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Và cả nhà xem video của mình thì nhớ lấy tay bấm một cái mũi tên nhỏ ở bên góc tay phải là cái chữ đăng ký. Bấm vào cái đó thì nó xuống.
với lại bấm chữ đăng ký để ủng hộ cho mình có những để mình có động lực để làm nhiều video hơn. Và phần cách làm và nguyên liệu thì mình luôn luôn để phần mô tả. Và cả nhà cứ làm theo công thức của mình thì rất là vừa miệng. Không có ngọt, không có nhạt mà độ chua, độ ngọt rất là vừa miệng.